Xin chào cả nhà đã đến với chuyện nước Mỹ của Tý. Hôm nay là sáng thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021 và bây giờ là 10 giờ 45 phút sáng. À, Tý à, đi làm và trời đang quang và mây cũng à, có ít mây. À, hôm nay trời nắng ấm ở chỗ của mình. Rồi, à, cái phần mà mô tả cái sự kiện thì mình sẽ để ở trong phần à, mô tả bên dưới mọi người có thể đọc và uh, hiểu biết thêm vụ việc uh, ở đây mình sẽ nêu ra cái ý kiến của mình về cái vấn đề là có một uh, nhóm hay một cái bàn tay vô hình nào đó đứng phía sau cái vụ uh, uh, tẩy chay cái bánh mì, ly sandwich thì mình cảm thấy lee à, chứ mình cảm thấy là cái vấn đề này á nó rất là tức cười à, ở đời á con người ta ghen ăn tức ở với nhau á đủ thứ hết à, đẹp nó cũng ghen đẹp hơn nó cũng ghen à, cao hơn nó cũng ghen và bây giờ người ta giàu nó cũng ghen nhưng mà ở đây là bây giờ là đứng về cái phía đội uh, cờ vàng là đội uh, uh, gọi là tị nạn uh, chính trị tị nạn uh, chiến tranh gì đó uh, thì uh, mình không biết là uh, quý quý vị đứng sau cái uh, bàn tay vô hình đó có phải là tị nạn hay không nhưng mà uh, quý vị nói là uh, listen Witches mỗi năm đã uh, đã coi như là uh, mua bán uh, 15 uh, triệu đô la với nước Việt Nam thì uh, cái chuyện người ta làm ăn mua bán 15 triệu đô la là chuyện bình thường À, mà còn à, còn cái cái việc à, cái cái việc thứ hai là à, có phải là quý vị à, thấy người ta giàu quá rồi quý vị ghen tị sao người ta có làm 15 triệu đô la người ta có làm 150 triệu đô la người ta có làm 1 tỷ đô la nó cũng là với nhà nước Việt Nam chứ đó, nó đâu có làm việc với quý vị đâu mà quý vị đâu phải cũng đâu phải là cái việc của quý vị đâu mà quý vị nhảy vô à, cái thứ hai là um, Quý vị nói là làm giàu trên xương máu của cộng đồng người Việt tị nạn chính trị à, Và xin thưa à, tất cả các chuỗi cửa hàng Lee's Sandwiches à, trên nước Mỹ Thì à, quý vị nói là cái cộng đồng tị nạn chính trị của các quý vị là bao nhiêu người à, Bao nhiêu người, thật sự là bao nhiêu người Trong số người Việt sống ở tại Mỹ à, Mà trong khi Lee's Sandwiches nó có mở ở cửa ở Đài Loan và một số quốc gia khác thì mình chưa được biết Nhưng à, quý vị nói là làm giàu trên xương máu của cộng đồng tị nạn à, chính trị à, Tị nạn chiến tranh Việt Nam chẳng hạn thì cái đó là sai hoàn toàn sai lắm luôn á tại vì hiện tại khách hàng của lee sandwiches đâu có phải là chỉ có mình uh, quý vị đâu mà quý vị không ăn thì uh, người nước ngoài người mỹ người uh, da đen người da màu đủ sắc tộc hết người ta sẽ ăn à, người ta sẽ ăn thôi chứ cho nên quý vị làm gì ăn chi vậy uh, tôi cảm thấy quý vị rất là chuyên nghiệp luôn á trả tiền cho uh, Facebook để để đăng cái bài đó rồi à, tôi tôi kiểm tra cái trang quý vị tôi thấy buồn cười chỉ có hai mấy người like à, trả tiền để, để để chỉ là để post lên để chống lại cái cái, cái tiệm bánh mì Lee Sandwiches. rồi cái cái việc cuối cùng á là quý vị nói là uh, 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 nên chăng là phải tẩy chay nên chăng nên chăng tại sao dùng chữ nên chăng À, quý vị à, muốn tẩy chay người ta thì quý vị nói là à, chúng ta nên à, chúng ta phải hay là chúng ta hoàn toàn tẩy chay bánh mì ly sandwiches à, bánh mì ly sandwiches à, à, để dạy cho bánh mì ly sandwiches cái bài học uống nước nhớ nguồn wow uống nước nhớ nguồn mình không hiểu là ly sandwiches uống nước gì của mấy bạn à, của mấy bác à, mà mấy bác nói là uống nước nhớ nguồn Uh, chứ không phải là bây giờ là Lee sandwiches đang làm việc với uh, uh, những cái doanh nghiệp trong nước, những doanh nghiệp trong nước Việt Nam và bây giờ Lee sandwiches uh, cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước Việt Nam. Cái đó thì uh, tôi tôi mới thấy là cái vấn đề uh, là Lee sandwiches họ làm với việc nhà nước Việt Nam, họ đã làm từ thiện biết bao nhiêu cho uh, cho cho người dân Việt Nam và uh, họ đã uh, cố gắng À, à, tạo công an việc làm cho biết bao nhiêu người tại Mỹ, rồi họ đã cung cấp cái thực phẩm cho cho mọi người à, 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 nuôi sống ở nước Mỹ. À, cái 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 thực phẩm ở Mỹ họ không đơn giản là họ để cho Lee Sandwiches muốn bán gì bán. Nên là mọi người à, cái bàn tay vô hình mà để chống lại Lee Sandwiches mình thấy có nhiều cái cái lý thuyết rất là buồn cười. À, cái tiếp là à, uống nước nhớ nguồn ở đây á, thì á, mình thấy lasagna từ từ hòm rày là mình à, mình không có ăn cái bánh mì lasagna Thật sự là mình mình chỉ ăn một hai lần thôi nhưng mà do bây giờ mình ở xa quá mình không có mua cái bánh mì là Sandwiches nhưng mà quý quý vị nói uống nước nhớ nguồn thì tôi thấy nó rất là buồn cười bởi vì á, đáng lẽ là lasagna phải phải uống nước là uống nước của Mỹ mà nhớ nguồn là nhớ nguồn của Mỹ mà nguồn nước là cũng của Mỹ mà tất cả những cái gì mà chúng ta sống và làm việc ở trên đất mỹ hay là của nước mỹ mà chứ chứ đâu có cái uống nước nào mà nhớ nguồn nào đâu à, bây giờ à, nước nước việt nam à, của miền nam việt nam ngày xưa là gọi là nước việt nam cộng hòa cũng, cũng đâu có cho ly sandwiches uống nước đâu bây giờ bây giờ nhớ nguồn thì nhớ làm sao vậy bây giờ mọi người chỉ chỉ cho bánh mì ly sandwiches uống nước nhớ nguồn nhớ làm sao cho cho tôi rõ coi à, tôi thấy cái, cái luận điệu nó 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 thật cực kỳ là ghen tị, ghen ăn tức ở Bây giờ thấy nghèo thì nó khinh Mà thấy giàu thì nó đập cho chết à, Nhưng mà bây giờ người ta là triệu phú, tỷ phú đô la Trên đất đất Mỹ này rồi Quý vị cũng ghen ăn tức ở quá Bây giờ quý vị có ngon á Quý vị tự lập một cái tiệm bánh mì xong rồi quý vị làm hết tất cả các cái, coi như gia vị à, thịt thà rồi à, giống như cái gia vị việt nam quý vị có làm được không quý vị đi xa việt nam lâu quá rồi mà bánh mì việt nam bây giờ nó rất là nổi tiếng mà bánh mì mà, mà thậm chí bây giờ tôi nghĩ chứ nếu mà bánh mì ở trong nước mà đem qua đây á mà mà phổ biến á cái gia vị với lại cái vị á trong nước chắc mọi người chắc chắc mấy bác cờ vàng cũng nói là cái bánh mì của người ta là bánh mì cộng sản quá nó sợ mấy bác ghê luôn á rồi mấy mốt cái, cái xe hơi VinFast sẽ bán qua đây Rồi chắc cũng kêu là xe cộng sản quá Coi chừng xe cộng sản nó gài bom cho Coi chừng bánh mì nó nó gài thuốc độc cho đầu độc hết dân tị nạn chính trị, tị nạn chiến tranh Trời ơi mấy bác nói cái gì á nó phải có cái lý lẽ một chút Nói cái gì mà vô lý đùng đùng Trời tôi, tôi, tôi nói thiệt Tí nói thiệt á là mấy bác á thì tôi rất là tôn trọng tí rất là tôn trọng mấy mấy bác là tôn trọng người có với con người người lớn tuổi với người nhỏ tuổi nhưng mà mấy bác cũng phải làm ơn để làm sao mà nói chuyện cho nó nghe mà nó lọt lỗ tai ha con cháu như như tí nè nghe nó lọt lỗ tai nghe mà nó phục chứ con các bác làm làm riết mà tí thấy tí cảm thấy hả nó quá vô duyên đi quá vô duyên người ta kinh doanh trên đất Mỹ, người ta làm giàu trên đất Mỹ bằng từ hai bàn tay trắng giờ thành coi như là triệu phú, rồi người ta cung cấp thực phẩm, người ta làm lỗi làm gì thì người ta đã đóng tiền rồi và báo chí trong nước đăng sai về người ta thì người ta có quyền người ta viết thư khẩn cầu nhà nước mình để để chỉnh sửa lại cái chi tiết trong báo để cho cái công việc của người ta được hanh thông ở tại Mỹ, cái đó là chuyện quá bình thường. À, mà quý vị cũng hả, đem ra bài xích và nói là bây giờ à, Lee Sandwiches à, theo cái cung ngữ mà quý vị thường nói là Lee Sandwiches à, bưng bô cộng sản. À quý vị hay nói vậy. À, tôi nói dùm cho quý vị nhưng mà rồi sao? Người ta bưng bô mà rốt rốt cộng sao rồi người ta giàu, người ta phất lên Đâu, rồi quý vị gan tị hả? Rồi, vậy quý vị hãy mở lên những cái tiệm giống như là à, Nguyễn Sandwiches hay là à, hay là Trần Sandwiches hay là bất cứ cái gì đi coi coi quý vị sống được bao nhiêu lâu tồn tại được bao nhiêu lâu mà quý vị đòi đòi phế truất người ta rồi người ta chỉ là làm ăn thôi mà người ta đâu có dính dáng người ta chuyện chính trị đâu mà bây giờ cứ cho là người ta làm chính trị đi chăng nữa nên người ta ủng hộ nước nhà cái cái chuyện mà người ta ủng hộ nước nhà người ta làm giàu trên đất mỹ người ta biết là người ta sinh ra từ việt nam ngày xưa uống nước của việt nam và bây giờ người ta nhớ nguồn người ta quay trở lại người ta giúp đỡ cộng đồng việt nam ở trong nước cái đó mới đúng thực sự là uống nước nhớ nguồn á còn quý vị là quý vị cho quý vị là tị nạn chiến tranh tị nạn chính trị dạ thưa chiến tranh đã hết từ lâu lắm rồi à, hết từ lâu lắm rồi quý vị đừng có gọi quý vị là tị nạn chính trị nữa mà quý vị bây giờ là người mỹ rồi còn tị nạn gì nữa tị nạn là quý vị không có quốc tịch mỹ thì mới gọi là tị nạn chứ còn tị nạn mà có quốc tịch mỹ thì sao mà gọi là tị nạn được còn tị nạn mà có quốc tịch thì không có gọi là tị nạn theo, theo tí là vậy tại vì nếu thực sự là tị nạn thì hãy đừng có quốc tịch mỹ và cũng đừng có lãnh bất cứ bất cứ trợ cấp gì của mỹ hết cái đi làm giống tí nè đi làm giống tí rồi lãnh là lãnh tiền lương giống tí nè đó, cho nên là ha, quý vị phải suy nghĩ rất là kỹ lại đó những cái gì mà quý vị nói cho nên là tí tóm gọn lại một điều sau khi cái vấn đề uh, lee Sandwiches như thế này bất cứ doanh nghiệp nào từ trong nước đi qua đây hay là uh, người mỹ uh, đi vượt biển qua đây rồi họ làm doanh nghiệp họ làm ăn thì cũng chỉ vì đồng tiền và mưu sinh nhưng may mắn hơn à, chúng ta đó là họ giàu thì khi họ giàu thì họ giúp nước nhà đó là một cái chuyện đương nhiên à, đó là cùng người việt cùng đồng bào cùng máu mủ với nhau còn quý vị tị nạn chính trị hay tị nạn chiến tranh à, tôi tôn, tí tôn trọng nhưng cũng đừng có phá chén cơm của người ta bởi vì người ta chưa phá chén cơm của quý vị thì quý vị đừng có hợp sức lại phá chén cơm của người ta chừng nào người ta đụng tới chén cơm của quý vị quý vị hãy đụng tới chén cơm của người ta ở đời ai khịa mình mình khịa lại chứ không có thể nào mà tí 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 là không là cái đắt gì á tí cũng không là phải là triệu phú nhưng mà tí rất là bất bình trong cái việc mà mà quý vị uh, uh, co, coi như là người ta uh, uh, quý vị có thấy là người ta có cả bạc triệu đô la luôn mà người ta chưa có dùng cái chiêu bài gì để mà uh, trấn áp quý vị hết uh, giả sử nhưng mà cái tiền đó tí trong tay tí chắc là tí bóp nghẹt cái cộng đồng quý vị là quý vị nghĩ sao trong khi người ta làm ăn rất là minh bạch uh, người ta sai điểm nào thì sẽ trừ điểm đó rồi, ngoài ra còn có một chi tiết nữa quý vị nhắc đến là uh, trong những cái bình luận của quý vị thì quý vị nhắc đến là uh, những cái uh, thực phẩm đem từ Việt Nam qua có hóa chất đồ tàu rồi cái cái gì vậy? trời cái gì vậy tất cả thực phẩm nhập vào nước Mỹ đều được kiểm kê kiểm soát kiểm định kiểm kiểm từ lơ thứ kiểm hết thì mới vô được cái cái tiệm sandwich làm sao mà đi con đường nào mà lọt vô nước Mỹ được hả? con ruồi nó còn chưa lọt vô được nước mỹ nữa thì làm sao mà hay, mấy cái món thực phẩm tản tảng bự container vậy mà ai ăn hối lộ trong cái đất nước này mà đem thịt bẩn thịt bẩn rồi nó đồn gì đồn ghê vậy trời ơi thôi đi nha bớt bớt đi nha mọi người bớt bớt dùng cái cho đời bớt khổ cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh chuyện nước mỹ của tý và đã nghe cái lời tâm tình của tí và những cái phản ứng của tí về cái việc là có một cái uh, uh, kênh truyền thông ở trên uh, mạng xã hội uh, đang trả tiền để đăng cái bài để hạ nhục uh, bánh mì ly sandwich. Uh, cảm ơn mọi người, chúc mọi người uh, buổi sáng uh, vui vẻ và uh, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và làm ăn tấn tới. Uh, hẹn gặp lại uh, cả nhà trong cái video vlog kế tiếp. Uh, uh, và mọi người nhớ là đăng ký À, bình luận và chia sẻ clip của tý nhé xin cảm ơn mọi người rất nhiều xin chào